bạn đang đến với chương trình Super Ten siêu tài năng nhí. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện, và chúng tôi xin cảm ơn sữa cacao lúa mạch Úc Demon đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với hành trình tìm ra top 10 của siêu tài năng nhí, chúng ta lại một lần nữa hãy cùng chào đón hai vị giám khảo chính của chương trình. Xin được giới thiệu giám khảo Chính Thành và giám khảo Harry Bond. Xin chào anh chị, chúng ta lại đến với hành trình tìm ra top 10 của siêu tài năng nhí. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến giây phút chào đón khách mời ạ. Xin mời hình ảnh đầu tiên ạ. Lê Công Dê, Lê Dê. Xin mời hình tiếp theo ạ. Lại một con dê khác. Dê mà đụng đầu là... là gì? Dê ngu à. Thôi hình tiếp theo đi ạ. Vậy có bao giờ là khách mời ngày hôm nay là chủ của một tiệm lẩu dê không? Thiệt không nhỉ? Còn hình nào mà xin mời luôn đi ạ. Nói gì nữa? Này thôi, từ lâu là không có đưa cái chay bắp. Chay bắp lại biết rồi. Dê ăn bắp đúng không? Dream Thái Y. Cái nét đó không ra slow motion, cái nét đó là cái nét ra mà đau bụng mà cố diễn. Dạ, chào khán giả, chào anh Thình, chào chị Harry, chào bé Gil. Dạ, chào anh, xin chào. Hồi nãy bên trong anh nghe nó có gì mà dê lẩu đồ. Đón ra nguyên nồi lẩu dê luôn á anh. Ảnh gửi mà sao anh coi lại được không? Anh muốn coi lại không? Coi lại đi, coi lại đi, coi lại đi. Đây chương trình nha, xin mời chương trình. Dê nó ăn trái lê vô, có nghĩa là ăn trái lê sẽ thành con dê, có nghĩa là Lê Thành Dương. Là tên thiệt của Ngô Kiến Huy. Cái tên má em gọi là Dương. Dạo này em tôi nó đẹp trai chứ bộ, thấy không? Wow. Tập rồi ốm phải không? Đeo cái logo cũng ra nó nữa đó, hai chữ G thấy không? Gầy gò. Gầy gò. Đúng đúng. Dạo này bận kinh doanh quá phải không anh? Có lộ lắm. Sau cái đợt vừa rồi dịch mà. Dạ đó. Thì cái hình con dê mà xây sắp mặt mày lấy ý tưởng từ anh đó. Đó đó. Thôi thì hy vọng anh sẽ bình tâm. Những ngày hôm nay là mình sẽ làm giám khảo để mà ủng hộ, động viên cho các bé nha anh. Anh sẽ động viên các bé và rất bình tâm, tâm rất tịnh. Anh như một cái trang giấy vậy đó, một cái bãi nước. Bãi nước là gì ta? Một cái hồ nước. Mặt nước mặt phẳng nước lặng. Không gần sóng. Dạ. Tâm anh rất tịnh. Rồi, xin mời anh giữ cái tâm tịnh về hãy về vị trí ngồi của mình. Đó là có slow motion không? Mấy mình đi lẹ chứ hết chương trình. Vậy là chúng ta đã có 3 vị giám khảo của ngày hôm nay rồi. Trước khi đến với siêu tài năng nhí đầu tiên, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút ạ. Dạ, đã quay trở lại với siêu tài năng nhí. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé đầu tiên nha. Sẽ là một tài năng về Rubik. Xin mời con. Con chào cô Như Lê. Con chào chú Yến Thành. Con chào cô Harry Won. Con chào chú Huy. Này con ơi, thế con bao tuổi rồi? Con 7 tuổi ạ. Con chơi Rubik từ 5 tuổi. Con yêu thích môn Rubik vì nó rèn con tính tập trung cao độ. Khi mà cháu lên 5 tuổi thì ở lớp thầy cô có nói là hơi mất tập trung. Bố mới nghĩ ra mua một khối Rubik cho cháu xoay xem có ngồi được 5 phút không. Cứ dần dần cháu làm được một mặt, một tầng, rồi hai tầng. Rồi cháu xoay được hoàn thành khối Rubik 3x3. Sau đó thì cháu xoay 4x4. Khó nhất của con trong chơi Rubik là phải rèn luyện công thức thật nhuần nhuyễn. Bạn đấy học công thức khó rất là nhanh, là các bạn đấy khá là thông minh. Những cái trường hợp khó thì bạn cũng tiếp thu rất là nhanh. Mục tiêu sắp tới của con là làm Rubik thật nhanh. Khi con 8 tuổi, con sẽ cố gắng được dưới 10 giây. Con tự học trên mạng hay là có đến trường có thầy dạy?
Bố con dạy ạ. Bố con làm công việc gì? Bố con làm nghề sàn tre ạ. À, nội thất. Nội thất sàn tre đúng không? Vâng ạ. À, chắc nhà con giàu lắm nhỉ? Vâng. Thế à, con biết chơi Rubik từ bao nhiêu lâu rồi? Được 1 năm rồi ạ. Thế bố lo làm sàn tre thì thời gian đâu mà dạy cho con? Buổi tối ạ. Nhưng bố không giỏi lắm. Vậy thì con giỏi hơn bố hả? Vâng, bố chỉ làm được cơ bản thôi. À, bố dạy cơ bản nên con tự học lên nâng cao đúng không? Vâng. Ồ, thế là thông minh cứ tỉnh thôi. Bây giờ này con biểu diễn cho chú xem nhá. Bây giờ mình mượn một cái khối Rubik mình phá nó đi, được không? Đây, bây giờ Gil sẽ lấy 3 cục lên cho 3 vị giám khảo phá nha. Ngay công an lên không cho công cô chú đi đây. Ừ, cho cô chú đi. Đấy, ừ, tự tin lên nào. Đấy, đẹp trai thế cơ mà con tự hay quá. Làm nó mới khóa phá thì dễ dàng. Đấy, phá hết rồi. Rồi, giờ đời đó. Đó. Đấy. Bây giờ chúng ta đã có 3 viên Rubik do 3 vị giám khảo đã phá rồi. Con sẽ sắp lại cả 3 và mình bấm thời gian luôn xem là con làm xong 3 viên này mất bao lâu nha. Vâng. Và thử thách bắt đầu. Sao mà quay sao mà cái tay nhanh nhỉ? Ôi. Trời ơi, cô cái tay nó xoay kìa. Hay làm một mặt thì được chứ làm nhiều mặt không được à? Em làm được một mặt à? Chị cũng làm được có một mặt. Hai viên. Còn đâu làm đơn giản như đang giỡn. Ai nói gì nói. Tập trung. Bây giờ bé trong thế giới của bé rồi đó. Mình nói gì bé không bao giờ nghe đâu. Trời. Hết chưa? Trời, thấy bé không? Nói gì nữa, đưa ra coi coi. Xuất sắc anh ơi. Trời ơi thiệt. Rồi tặng mỗi người một viên kỷ niệm làm quà luôn ạ. Trời ơi xuất sắc, nói gì nữa. Con tôi vỗ tay quý vị. 1 phút 40 giây thôi mà làm được 3 cái này. Con làm 3 cục 1 phút 40 giây. Bây giờ chú Thành chia 3 thì nó ra khoảng 33 giây cục. Chú Thách con làm được trong vòng 25 giây. Phá đi em. Em phá. Nhìn cái gương mặt của em là anh biết phá giỏi lắm. Rồi. Thử thách cho con đó. Bắt đầu. Không thể nào làm được một mặt. Nãy giờ nửa tiếng rồi. Em không được luôn thiệt hả bác? Không được một mặt luôn anh. Thiệt luôn hả bác? Wow. Chú mà đi xuống nữa thì hơi ép cho con. Nhưng mà bây giờ chỉ cần con qua được cái 24 giây do con vừa làm là con thắng chú. Nãy 24.3 giờ con 24 cho cô. Được. Thôi con nha. Bây giờ con muốn ai phá cho con chọn luôn. Chú Trấn Thành. Chú Trấn Thành rồi, mời con. Hay quá, chú Trấn Thành mù màu quá nên không có biết gì hết trơn ấy. Con biết là chú dở cái môn này nhất nên con đưa chú phá đúng không? Là con nghĩ là chú sẽ làm cho con dễ phải không? Con nhầm rồi. Đó. Đố con làm được. Anh thách con em làm, con em phải thách lại ngược lại anh là anh phải phá chứ. Và thử thách bắt đầu. Thế chứ. Và như vậy là con em làm được 21.9 giây. Có nghĩa là thử thách thành công. Good job. Hồi nãy cô kêu nói cô kêu làm được mặt đúng không? Em tự nhiên chóng mặt quá. Hồi nãy tôi nghe nói ai có nhúm bèo cũng làm được một mặt. Hai người, hai. Bà đừng có đọc cái gì trong này hết á. Bà đừng có đọc. Lên.
Rồi, con làm trọng tài nha. Chú Huy ơi. Dạ. Không biết chơi, đưa cho anh ta chơi. Con trai, con phá cho chú hai cục như nhau, đưa cho hai cô coi ai làm trước, người nào trước một mặt là thắng. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ là phần thi Rubik của tôm sú và tôm đất Profit. Em chỉ bốn mặt. À, là bắp là 2-2 phải không? Dạ, 2 thôi. Ok, thời gian bắt đầu. Con tụi nó làm phăng phát cùng mấy cái người này giống như đi mò kim đáy biển. Chú lên tìm màu rồi coi sao nó không vô con ơi. Ê, cô Won đang gần được nha mấy anh chị. Ô, ô, bấm 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 giờ giờ giờ. Ô, ô, ô. Ari Won thành công. Em còn một lỗ nữa anh ơi. Thưa quý vị, Ghiêu Lê còn một lỗ. Người đàn ông của chúng ta vẫn đang loay hoay với cục hai mặt mà cũng không làm được. Nè, để con hướng dẫn cho. Đem về nhai đi, bỏ vô miệng rồi nhai cho thuộc. Thưa quý vị, phần thi Profit chiến thắng. Bây giờ trong cái đống này, con lựa cho chú Xìn một cái nào mà con làm được đâu. 4x4 phải không? Không phải đơn giản nha. Mời cô Won, người chiến thắng, phá. Phá. Cô phá cũng giỏi lắm ạ. Ủa con, cái này khó lắm hả con? Cái này con nhắm nào được không? Được ha. Rồi. Bà Won nó phá nè, thì ghê không? Con ơi. Trời đất ơi, chú đang thử thách cục này chưa gì nó xong cục này rồi nè con. 4x4 bắt đầu. Giờ bắp nó không còn là gầy gò nữa, hai chữ G nó đã biến thành gầy gò. Gầy gò, em không nào được cái mặt hai nhân hai ta. Bắp, dạ, làm sao tới cuối chương trình hai chữ này sẽ trở thành gỡ gạt. Gỡ gạt, em đã tính nè. Gấp. Đây không còn là gấp gáp nữa, đây là ghê gớm. Ghê gớm. Quý vị hãy xem. 4x4 nha quý vị, quá giỏi luôn. 2-2 nhập một tay thì chơi được không? Một tay, 2-2 được. Được luôn à, một tay được luôn hả? Rồi, chơi. Nó thuận tay trái. Tay trái là tính toán giỏi lắm. Trời ơi, một tay mà còn vậy được chứ. Rồi. 29 giây. Bây giờ đưa cái tay của chú Huy đâu? Đây. Rồi, con để đi, vậy để vậy thử xem. Rồi để vậy thử xem. Cái tay gấp 4 lần người ta. Làm lâu gấp 4 lần người ta. Là cũng không xong nữa. Sau này lớn lên con định làm vận động viên Rubik nha. Vâng. Đi thi đấu quốc tế nha. Vâng. Đại diện Việt Nam nha. Vâng. Nha. Yeah. Xin mời quà của chương trình ạ. Wow, chúc mừng Khôi. Về cố gắng tập luyện thêm nhiều nữa nha con nha. Và nếu có cơ hội vào top 10 thì quay lại đây mình biểu diễn một tay rồi bịt mắt rồi phá kỷ lục bản thân mình luôn ha. Ok, hứa nha. Cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với Sư Tài Năng Nhí. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé Phạm Thị Hoàng đến từ làng Chuông, một làng truyền thống về làm nón lá ạ. Xin mời con. Lời đầu tiên thì cho con xin phép chào các cô chú và mọi người có mặt trong trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Hoàng, năm nay con 13 tuổi.
và khả năng của con là làm nón. Con thích nghề làm nón vì đây cũng là truyền thống của gia đình con, là con được học và làm từ nhỏ. Tay nghề của cháu làm nón thì so với các bạn cùng trang lứa thì cháu hơn hẳn mọi người, cháu là xuất sắc nhất. Bắt đầu vào làm nón thì đầu tiên là quay bước vào, xong đến quay nón, xong đến thắt nón, rồi nước nón lồng nhôi và cuối cùng là khâu chùm ạ. Khó nhất là công đoạn bứt vàng và dàn nón ạ. Con tham gia chương trình Chơi Tài Năng Nhì với mục đích là mong mọi người ủng hộ, và con cũng muốn là mọi người sẽ biết đến nón làng Chuông quê con nhiều hơn. Gia đình con là làm cái nghề này hết đúng không? Dạ thưa chú là vâng. Con đang sống với ai? Dạ thưa chú, con sống với mẹ và bà ngoại ạ. Thế còn bố con đâu? Con không biết ạ. Có bao giờ nghe mẹ kể không? Không ạ. Vì sao nhắc tới gia đình là con lại khóc nè? Dạ thưa chú, con không muốn nhắc đến bố con. Từ bé thì mẹ là người nuôi con, và bà ngoại thì cho con và mẹ ở. Một ngày thì con phải làm khoảng bao nhiêu cái nón để có thể phụ giúp gia đình? Nếu mà nón bao thì một ngày chỉ được một cái. Một cái là bao nhiêu người làm? Dạ, một cái là cả ba người. Cả ba người mà chỉ làm được một cái nón? Đây là quà con tặng cô chú. Ôi. Này con tặng cô Will. Con tặng cô Harry. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con gái nha. Ồ, cho tặng mà khóc vậy. Mọi người ơi, bây giờ em thấy cái này rồi em mới biết là cái nón lá này nó khác với ở ngoài. Dạ đúng rồi, nó cầu kỳ hơn. Rất là chi tiết. Không có một cái đường chỉ nào lòi ra. Rất là sát. Cực kỳ đẹp luôn. Cái top của cái nón này được là thêu lại để cho nó đừng có bị bong tróc ra. Có nghĩa là rất là kỹ và chi tiết. Thảo nào một cái này làm cả ngày là đúng rồi. Quý vị, ba người xúm lại làm được có một cái nón một ngày thôi đó. Có bán cái nón này nhiều? Thưa chú là bán một cái là 80.000. Nếu như vậy thì cái tiền lời là khoảng chừng bao nhiêu tiền con? Dạ thưa cô là độ 50.000. Ba người 1.500.000 một tháng rồi xài sao con? Một ngày con đi chợ bao nhiêu tiền? Nếu mà mua 3.000 tiền thịt thì chia 2 ngày. Con bán cái nón này ở đâu? Nhà con bán cho cái bà. Họ thì bà gửi cho cái chú gì ấy. Sao người ta không có ai mà đến đây giống như những cái nơi mà bán đồ du lịch đó, cho khách du lịch đó nhờ? Là người ta là làng Chuông, là em nghĩ là nó ở xa xôi rồi, cho nên người ta phải bán cho hàng sĩ, rồi hàng sĩ bán giá khác để phù hợp với là cái công sức của gia đình con nó bỏ ra. Chú Thành sẽ mua lại cái nón này của con với giá 1.500.000, hai cái là 3.000.000. Ba cái là 4.500.000. Bốn cái là 6.000.000. Dạ con cảm ơn. Cảm ơn con nha. Đó, múa đi. Đó. Đó. Wow. Đây, nằm mắt, nằm mắt nằm. Đây. Và thực ra tính tới tuổi này thì bé cũng đã quá giỏi rồi anh ạ. Nhưng mà chú hỏi là con làm cái khâu nào trong cái nón này? Con nước nón, thắt nón, lông nhôi, khâu chùm. Cái đó con nói là chú không biết nó là cái gì đó. Ồ thật ra mình cũng biết, mà không trong nghề không, mình không biết. Từ chuyên dụng thôi con. Con làm tới đâu rồi con gọi tên cái giai đoạn đó cho chú coi nha. Vâng. Và bây giờ bé sẽ thực hiện cái công đoạn mà bé làm và có sự hỗ trợ của mẹ bé luôn ạ. Xin mời cô ạ. Rồi, ta làm nha. Dạ, đây là công đoạn dàn nón ạ. Con mẹ con là bước vòng. Cái lá đó là mình làm bằng lá gì vậy con gái? Là làm bằng lá xanh trong rừng. Con cái này là mình có chống nước được không con? Dạ, chống được. Đi mưa là che được đúng không? Vâng. Ừ, bước đầu tiên là sẽ lựa ra những cái mảnh lá tốt đúng không? Vâng. Còn lá xấu thì sao? Lá xấu thì dùng để chêm những cái mát bị hở.
con ơi, mẹ con đang cái vòng đó là nó bằng cái gì vậy? À, bằng nứa ạ. Nứa là nó dẻo đúng không con? À, nứa thì cứng nhưng vuốt để cho nó mềm ạ. Để mới quặn được lại. Ủa, mình làm sao cho nó mềm? À, vuốt vào như này. À, là lấy cái... À, đồ rồi, hiểu rồi, vuốt cho nó cong đi. Mà bây giờ cô rành tới mức độ mà không cần thử luôn. Tự canh là vô đúng khuôn rồi đấy. Ờ. À, đây là bước gì con? Đây là đo là để cho đủ dài để quay được. Ủa là nãy con mới xỏ cước vô cây kim đúng không? Vâng. Động tác mà thanh thoát luôn anh. Bé trẻ. Nó còn trẻ. Ừ, cỡ tuổi như em mới mệt nha Kiều nha. Mắt em hơi bị tốt nha anh. Đúng không? Chỉ hơi cận với hơi loạn chút xíu thôi. Mắt tốt ghê. Lên coi cái coi. Nha, nó canh từng cái nha. Trong lúc đợi bé làm em kiếm doanh thu cho bé được không? Dạ, 150 một cái. Mày vô 150. Rồi, cái chiếc đầu tiên là trợ lý của Gil Lê mua nha mọi người ơi. Yeah. 150. Dạ, ai mua nữa không? 150, mày vô. À, dạ, à, chốt đơn chị. Con ơi, chú kiếm được rồi con ơi. Chú ơi chú, nón đi cháu làm, chú bàn tất cháu làm bằng gì? Cái nón này người ta đi thi mà đi bán của người ta. Tài lanh, tài khôn mà. Nãy giờ bà chị tôi bà cấm cuối bà làm mà không nói ai một lời nào hết. Vậy, ăn cơm chưa? Đang làm nghề thì đừng có hỏi gì hết trơn á. Bà không trả lời tôi luôn. Dạ, mẹ con không nghe tiếng. Không nghe được hả con? Xin lỗi con nha. Chị ơi. Gì? Khoảng bao lâu nữa xong? Ủa là mẹ con có nói được không? Không. Ủa vậy là ở nhà rồi con sẽ giao tiếp với mẹ như thế nào? Dạ mẹ chỉ ạ. Con nói thì mẹ con nhìn mồm mẹ con biết ạ. Mẹ con bị này bao lâu rồi con biết không? Dạ mẹ con bị từ bé ạ. Từ bé luôn? Mà kể là ngày bé mẹ con lúc 10 tuổi bị trúng gió. Bà con đưa đi nhưng không chữa được. Nhà có 3 người thôi à, sao bà không bay vào đây với con luôn? Bà con bị viêm tuyến sữa. Bà của con có được đi bệnh viện không? Bà con đi nhưng mà người ta buộc can nhưng bà không can. Bà sợ là bà không sống được lâu nuôi con. Cái vết thương nó có bị loét ra chưa? Loét hết rồi. Giờ cái đây nó loét hết xa bao tao lắm. Tại sao con biết về câu chuyện của ba con mà nãy con nói là con muốn nhắc về bà? Bà kể con nghe hả? Bà kể, bà là ngày trước thì mẹ con chỉ xin bố con đỡ con. Nhưng mà nếu mà để con dai thì bố con quan tâm của con gái thì thôi. Có bao giờ con gặp lại bố con chưa? Mấy lần bố con dai nhưng mà con không quan tâm. Bố con có trợ cấp cho gia đình không? Không. Mà con không có quan tâm thì bố có lời nói chuyện với con không? Có. Nói gì? Bà đi chơi không, con không đi. Từ cái lúc bảo là thôi chú đi về đi thì không xuống nữa. Mình không nói tới những cái vấn đề buồn nữa. Thì những cái khoảnh khắc nào trong ngày, những cái lúc nào mà con cảm thấy vui vẻ với gia đình nhất? Bữa ăn cơm thì ba người cùng nói chuyện nhau con vui nhất. Bây giờ con nằm con suy nghĩ là mình ước mơ mình sẽ làm gì để cho gia đình không? Dạ, sau này thì con ước mơ làm bác sĩ. Con muốn chữa bệnh cho mọi người và muốn chữa bệnh cho những người giống như mẹ con. Con là học sinh khá hay giỏi trong lớp? Dạ, thường mỗi năm thì con là học sinh giỏi trong lớp. Giỏi gì ta? Dạ. Một tháng là con phải đóng bao nhiêu tiền học phí?
thường một tháng đi đồng 270 hoặc là hơn 300. Tháng 2 tới 300, cho là 4 triệu đi dao động đi ha. 13 tuổi lớp 7 đúng không? Còn 5 năm nữa Hiếu Thành sẽ tài trợ tiền học cho con 5 năm để con có tiền học để con lên tới đại học, được chưa? Con làm bên chùa. Nhưng mà bình thường cấp 3 nó học phí nó cao hơn. Mình nghĩ là đưa 30. Nghĩa là chú sẽ đưa cho con 30 triệu. Coi như là cái tiền con chỉ để dành cái tiền đó cho tiền học thôi. Con phải quyết tâm, con hứa với chú là con phải học cho thiệt là giỏi nha. Con làm bên chùa. Mình phải ghét những cái ngày mà cực khổ như thế này, thì mình phải học cho thiệt là giỏi, thì mình phải thoát nghèo. Đừng oán giận cuộc đời gì hết. Mình chỉ ghét những ngày tháng này thôi, không muốn trở lại nó nữa. Và Hiếu Thành hy vọng là con sẽ làm được bác sĩ như con mong muốn nha. Vâng. Hứa nhau nè. Chú Thành tài trợ tiền học rồi thì chú sẽ tặng cho con 10 triệu để mà con có hành trang thêm. Con cảm ơn chú. Em tặng quà cho chị. Chị để dành tiền để nuôi cháu đi học nha. Chú Trần Thành tài trợ 30 triệu cho con. Ngô Kiến Huy tặng chị 20 triệu. Cảm ơn chú nè, cảm ơn chú Thành nè. Bạn mẹ lên. Cảm ơn chú. Yeah. Cho mẹ nghỉ ngơi đi, xuống nghỉ ngơi đi rồi cho cháu nó thi chứ nãy giờ chú biết nó thi đúng cái gì rồi. Đó. Giờ phải thi. Nãy chị xuống nhà nghỉ ngơi nha chị. Cảm ơn chị. Bây giờ mình cũng đã biết về hoàn cảnh của bé. Quan trọng hơn hết là biết thêm về những cái kỹ năng về nghề mà hôm nay bé dự thi. Và hồi nãy là anh Thành để ý rất là kỹ là cái chớp nón á. Thì cái thêu đó cũng là chính tay bé sẽ thêu. Thường thì ở nhà con may một cái chớp nón như vậy mất bao lâu con? Thưa cô là độ 2 phút. 2 phút một cái chớp nón. Thì bây giờ ở trên đây là chúng ta sẽ thử thách bé may 3 cái. Thì không biết là giám khảo chúng ta muốn động viên bé làm nhanh nhất có thể là bao nhiêu thời gian ạ? Bây giờ chú không còn mà tâm trí gì mà đi thách thức một đứa nhỏ gì 15 nữa. 15 phút. Xong kêu nó về nhà làm rồi mang lên. Bây giờ con sẽ thêu chớp nón này. Sẽ giống như những cái thành phẩm mà đã tặng cho cô chú luôn đúng không? Cho 3 cái. Cố gắng là nhanh hết mức có thể ạ. Có lên nào. Giờ xin mời con nha, thử thách bắt đầu. Cái này nó tỉ mỉ quá. Với lại cái nó ba cái lớp lợn. Thì mỗi lần mình lấy cái đó mình đâm cũng nó không có dễ đâu. Và thành phẩm chiếc nón thứ ba đã được thêu xong. Mình xem thử là trong lúc vội vàng và căng thẳng hết sức tập trung như vậy thì thành quả nó có giống như là những món quà mà đã tặng cho các vị giám khảo không ạ? Sao làm được vậy nhờ? Mày hay quá. Bé nói bình thường ở nhà là phải mất 2 phút cho một cái chớp nón như vậy. Và 3 cái thì tầm 6 phút. Nhưng mà lúc nãy chương trình bấm thời gian đó, thực ra là bé chỉ sử dụng có 5 phút thôi. Từ nãy giờ chúng ta quan sát hết được rất là nhiều công đoạn để làm nên một chiếc nón lá. Còn một bước cuối cùng thôi, một cái bước mà thêm điểm nhấn cho chiếc nón này, thêm tinh xảo và đặc sắc hơn. Đó chính là chiếc quai. Thì cái này sẽ không gọi là thử thách nữa, mà sẽ là một cái trải nghiệm. Thì bây giờ thì sẽ mời mẹ của bé lên để hỗ trợ bé may hoàn chỉnh chiếc quai cho chiếc nón này luôn ạ. Ok. Bé và mẹ cùng may nhé. Trời ơi, giỡn á, coi hai mẹ con. Trời ơi. Xem xíu nữa là nó chích xì mỡ rồi.
Hay vậy ta. Trời ơi, hai mẹ con này thấy thương thấy không? Thấy chồng có nhìn tình cảm quá, chồng ơi mình đách mình cũng làm thử cái coi. Yeah. Thành phẩm rồi mọi người ơi. Hai mẹ con song kim hợp bích. Wow, như vậy chúng ta đã thấy được tất cả những công đoạn làm nên một chiếc nón. Hôm nay giỏi quá, con đã thể hiện được tay nghề của mình với mọi người rồi. Không biết là chú Bắp, chú có cảm xúc như thế nào không ạ? Khi mà con bước ra nghe câu chuyện con thì lúc nào chú cũng muốn là con phải lấy đó là động lực, như chú Hành chia sẻ đó, là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và chú cũng làm những việc nhỏ trong khả năng của chú thôi. Thì đây, nãy giờ chú cũng làm ăn nên làm ra. Rồi bộ em bán nón lá còn đắt hơn em bán cà phê chứ. Đây, chú sẽ trao cho con. Thứ nhất là cái này là cái tiền chú bán nón được nha. Đó, trao cho con. Con cảm ơn. Những cái nón vừa rồi con may luôn đó. Còn đây là phần học bổng đi mà chú dành tặng cho con. Hy vọng là con phải cố gắng hơn. Hãy nhớ, nếu không bác sĩ được, chịu qua kinh doanh liền nha con. Con xin. Còn chị ơi, con ơi, đây là số tiền 30 triệu xin gửi cho con cùng gia đình để cho con có hành trang đi học cho nó rạng rỡ gia đình. Con cảm ơn cô. Cố gắng lên nha con gái, học giỏi nha. Chú Thành muốn bất cứ một lúc nào trong cuộc đời này, nếu chú cháu mình có cơ may gặp lại, chú muốn gặp con ở một trạng thái rất là thành công trong cuộc sống, lấy lại tất cả những gì mà cuộc đời bất công với con nha. Dạ. Ngày hôm nay phải gửi lời cảm ơn đến các vị giám khảo của chúng ta rất rất là nhiều, đã hỗ trợ cho bé chắp cánh thêm cho ước mơ của bé trong tương lai nữa. Và ngày hôm nay ở đây thì công ty Madison Land là cũng có một phần quà gửi cho con là 10 triệu đồng để giúp cho gia đình mình mua nguyên vật liệu để làm nón trong suốt 2 năm nhé. Gửi tặng con. Con cảm ơn chương trình. Cô Gil cũng xin phép là gửi cho con một món quà nhỏ nhỏ thôi của cô Gil là 10 triệu đồng. Con hãy lấy đưa bà đi khám, mua những cái thuốc tốt nhất để cho bà đỡ đau nhất. Đỡ đau. Và con dùng cái tiền đó để con mua những cái món ăn mà bà thích, mà mẹ thích. Bởi vì cái hình ảnh con yêu thích nhất trong một ngày là hình ảnh bữa cơm gia đình, đúng không? Thì hãy làm cho bữa cơm gia đình thật là ấm áp, thật là vui con nhé. Còn bây giờ thì sẽ là quà từ bé Gấu nữa. Ở đây, mời anh. Con cảm ơn các cô chú trong trường quay đã tạo điều kiện và quan tâm đến gia đình con. Cả một chương trình từ lúc con xuất hiện tới giờ, con khóc hoài à. Bây giờ mình đã thể hiện được bản thân mình rồi, mình có quà nữa, mình phải vui vẻ. Nè, bắt đầu từ bây giờ tích cực lên. Dạ, anh. Dạ, muốn vui không? Dạ. Để nên nói dạ. Chuyện nè. Dạ, mời anh. Chị, Gil Lê, nay tặng gia đình 20 triệu nha chị. Nha. Vui, nè, cười liền, thấy không? Thấy vui liền không? Thấy vui liền không? Giơ tay quý vị. Dạ. Mẹ con nói là cảm ơn chương trình đã giúp đỡ mẹ con tôi và giúp con tôi có tiền học sau này. Cái món quà lớn như thế để sau này là tôi yên tâm có đồng tiền đấy để cháu được ăn, được học đến lúc cấp 3. Tôi chỉ ước mơ làm sao mà cháu sau này nó cũng được ngoan ngoãn như bây giờ, để cho mẹ cháu cũng có một cái niềm phấn khởi. Một đứa con này nó biết thương mẹ mà, để nó nuôi dưỡng mẹ cho cháu cho đến tận lúc già. Quay trở lại với siêu tài năng nhí, chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé cuối cùng của ngày hôm nay nha. Từ Hiếu Thiên đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin mời. Dạ, con xin chào mọi người. Con ơi, dạ, để đứng với cô nha. Sao thích mình quá anh hiểu không? Thì đó. Dạ con tên là Từ Hiếu Thiên, năm nay con 11 tuổi.
con học đánh trống đã được 6 năm rồi. Và con thích cái bộ môn này bởi vì nghe rất là vui tai, với lại nó giúp con cảm nhạc rất là nhanh. Trống ống nước nó rất là dễ đánh bởi vì có nốt. Còn trống ra thì rất nhiều kỹ thuật và mình phải cảm âm tốt. Dạ, cái trống mà Niêu Xuân Chảo thì nó không có nốt, mà mình lấy cái kỹ thuật của trống ra áp dụng vào cái trống là Niêu Xuân Chảo. Con sẽ tập luyện thật nhiều để có thể chinh phục được ban giám khảo và mọi người hãy ủng hộ con nhé. Tiên ơi, tài năng của con là nấu ăn hả? Dạ thưa cô, tài năng của con không phải là nấu ăn, mà con sẽ biến những cái vật dụng nấu ăn thành giai điệu. Chơi kiểu như Nanta đấy. Nanta Show. Yeah, Nanta Show. Đó là một cái show diễn ở Hàn Quốc. Yeah. Nó kết hợp kỹ năng của cái người diễn viên, dùng tất cả những cái vật dụng trên sân khấu để tạo ra âm thanh thành một cái bài nhạc. Con hôm nay là chỉ làm nhạc thôi hay là có diễn xuất nữa không? Dạ, con chỉ làm nhạc. Bữa nay là mới Conan Show thôi. Tôi đã có Nanta Show. Bây giờ con chơi theo cái giai điệu giống như kiểu nhạc hòa tấu, hay là cái dạng cô có thể quấn được bài Xả Vờ Yêu hay là truyền thái y được không? Dạ con nghĩ là con sẽ đánh tốt nhất bài của con, bởi vì con cũng đã tập rồi. Mà mới 11 tuổi mà đứng nói chuyện giống như là MC chuyên nghiệp vậy anh. Cháu nó có nội dung, dứt khoát, thành thử ra nó tự tin. Dạ bây giờ mình thể hiện cái chuyên môn của mình trước ha. Mời con. Giao lục. Ngon. Vậy nói về phần trình diễn của con, đố con ánh mắt của mình nên để ở đâu? Dạ để lên tất cả mọi người. Đúng vậy. Mình nên nhìn mọi người, con nên biểu cảm để khán giả cùng hòa nhịp với con. Tại vì hãy nghĩ những cái này là những cái thứ mình làm hàng ngày rồi, quen rồi. Thêm một tí phần trình diễn nè con trai ha. Dạ. Mai mốt lựa bài nào á, mà cái bài nhạc nền nó hiền hiền để con quánh con gõ cái này, người ta nghe cái này được nhiều. Dạ. Harry dạo này gần đây thì mới phát triển được một cái tài năng xuất sắc của chồng mình, nấu món ăn rất là ngon. Cái này em thấy, cái này em có thấy. Còn một cái khác nữa là chồng mình lại giỏi về cái gì? Cảm ơn. Dạ, nhiệt độ các thứ với chị. Và chính vì điều đó cho nên thì em muốn là chồng mình lên mình chơi thử đi. Thí dụ nãy bà nói đơn giản, anh lên gõ thử đi, nghe nó hay không? Cái bà kể câu chuyện cho thiệt hay, cái lát tôi lên tôi gọi vợ nó nhục nè. Thiệt tình. Đó. Mời anh vào bếp. Thôi xào món đi. Ây dở em, món này phải bỏ lại. Ây trời, tức quá. Ây trời, tức quá. Ê,
kêu nó vậy. Chứ mệt quá. Hả? Thôi như vậy là mình cũng rút kinh nghiệm được rồi đúng không? Con cũng thể hiện thêm khả năng của mình không? Cho cô chú xem không? Dạ có. Con sẽ đóng vai một thợ sửa ống nước. Tại sao lại chế cái ống nước này ra? Ba coi ở trên YouTube, ba thấy có nhiều người nổi tiếng mà hay chơi cái này á, cho nên ba muốn làm một bộ riêng cho con chơi. Trong mắt con, ba là một người ba như thế nào? Dạ ba rất là giỏi, ba thông minh, ba khỏe lắm. Ba cắt cưa rồi ba ginh tùm lum chỗ, rồi lên sân thượng rồi xuống dưới, rồi con ghép phụ ba. Mà hỏi thiệt nha, mẹ con có khi nào có hơi chút quạo không con? Thì đấy, nếu như cô nha là cô sẽ rất quạo. Không phá thì phá, nhưng mà lát hồi cũng có dọn nè. Được, được. Đi lên coi kim đàn kìa. Con cái này là những cái giống như là hợp âm đúng không? Con đánh dấu ở đây nè. Dạ đúng rồi, đây là cái chữ mà để cho cái tiếng giống, nó giống cái trên cái đàn nè. Nó cũng không khó lắm, tại cái này nó dựa theo nốt. Xưa chắc ba con cua má con thích lắm á chứ. Ông ngồi ông chế ra thế này nè, em anh tặng em cái ống nước kìa mà. Trời, tự nhiên tặng em ống nước à, anh kỳ quá. Cái đưa cái đàn á, tùng 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 tùng, cái mà quỷ sứ ra con đó. Rồi bây giờ hóa thân thành thợ sửa ống nước rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nhường sân khấu lại cho con nha. Dạ. Chiều nha. Hi. Đây em phát cho mọi người một cái luôn à. Mọi người muốn lên trải nghiệm thử luôn không anh? Đây, anh phát cho em cặp quần vợt. Xin mời chúng ta Kim Huy làm cái bài hát con bướm vàng đi, thử đi nào. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Rồi rồi rồi, con bướm nó bay mất rồi anh ơi. Bây giờ chỉ có nè, kìa ông bắp già, mò không ra, mò không ra. Cảm ơn con, hay quá con ơi, để đây nè, đó. Bây giờ mình chơi môn gì nữa? Môn trống chuyên nghiệp thử coi. Yeah.
mà gõ hú hồn. Hồi nhỏ mà đứa nào mà quay viết là lớn lên làm cái vụ gõ vụ trống được lắm. Sao gõ mà làm mà cái quay quay hay thiệt luôn. Em cũng quay được nè, quay đi. Em quay thì quay cái này thôi, chứ quay kia nó dài quá sao quay được. Dạ quay này là bị cô quýnh hoài á. Anh là vợ thiệt ha. Anh là làm cái gì cũng vợ à. Ờ, rồi lên gõ thử đi. À đúng. Được. Giờ anh hát bài đi anh xin. 2, 3. Nàng như một đoá hồng phai, từng sắc héo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rung rơi, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã đói, dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Rồi tới đây thôi. Vô. Bây giờ hát bài này đi, gõ cái này đi. Vô. Con trai bên này con duet với cô luôn. Sự hợp tác của con, trời ơi cảm ơn con rất nhiều. Everyone, quý vị. Và bây giờ nãy giờ mình chơi từng cái hết rồi, thì bây giờ mình phải dành thử thách gì cho bé chứ? Bây giờ chú Bắp sẽ quánh hát truyền thái y cùng theo nhịp chú Bắp. Được không? Được con. Em thì ôi em mà nào cho em biết tên, chẳng biết em đã được ai hôn lấy em. Anh gặp em đã nhiều lần như tin có đời, vì thế cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà biết ngay trở lại thì em mới thấy xin chào. Chẳng trải bao lâu theo sau em đã để ý, đến lại gần em hương thơm quá thật siêu kỳ. Dừng lại một phút anh muốn nói chuyện ý đi, anh đã say mất luôn lời về, từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Chuyện để con, hình như là bài hát vừa rồi là ngẫu hứng thôi, là chú đã thử thách con mà con nắm cái nhịp điệu rất là tốt nè, quýnh theo mà quýnh phiêu mà chú theo con không kịp luôn. Dạ không thì... sao đâu. Không sao. Cái bài này con nghe cả trăm lần rồi. Trời. Wow. Ôi chàng trai trẻ. Đâu, ca lại tôi nghe coi, tôi không tin à. Em chị ơi, em người nào cho anh biết tên. Rồi như đó. Cô không biết là ước mơ của con là gì? Dạ, khi con lớn lên con sẽ làm một thầy dạy âm nhạc, thầy dạy tiếng Anh với lại một YouTuber. Ồ nhưng mà tiếng Anh thì tại sao lại là tự nhiên có? Dạ, bởi vì ba và mẹ con là đều là giáo viên dạy tiếng Anh, ba con là thạc sĩ tiếng Anh. Ba con mở một cái trung tâm dạy tiếng Anh. Bây giờ cộng đồng mạng sẽ truy lùng ba con là ai? Chế nhạc cụ, vừa là thạc sĩ tiếng Anh, vừa chơi với con thay vợ, vừa bày đồ ra và dọn đồ cho vợ bớt la. Sao mà hoàn hảo dữ vậy? Ba con có đẹp trai không? Dạ, rất đẹp. Rất đẹp. Wow. Tập này phát sóng, biểu ba con trốn đi. Cộng đồng mạng sẽ truy lùng ra ba con. Nhưng mà mẹ con sao không thích điều này? Hôm nay cảm ơn con rất là nhiều. Con đã thể hiện rất là tốt khả năng và kỹ năng của mình ngày hôm nay ở đây. Yeah, chúc mừng con. Và bây giờ là Gấu có vài món quà gửi tặng con nè. Gấu ơi,
Dạ, và ngày hôm nay cũng cảm ơn giám khảo khách mời, đó chính là anh Bắp rất là nhiều. Ngày hôm nay đã đến hỗ trợ với các bé. Không biết là sau khi tham gia chương trình thì anh có cảm xúc gì như thế nào không ạ? Rất là nể các bé. Hy vọng rằng các bé sẽ nuôi dưỡng ước mơ của mình. Và cảm ơn chương trình đã một lần nữa cho phép Huy được ngồi đây và song hành với là chị Harry, anh Kính Thành để mà trải nghiệm một cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Hy vọng là các bé sẽ nuôi dưỡng năng của mình và sẽ thành những thần đồng trong tương lai. Vâng ạ, cảm ơn chú Huy rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng xem lại hình ảnh của ba bé ngày hôm nay nha. Xin mời. Và thành phẩm chiếc nón thứ ba đã được thêu xong. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện được phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi xin cảm ơn sữa cacao lúa mạch Úc Demon đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn sữa cacao lúa mạch Úc Demon đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hai vị giám khảo quen thuộc nào. Xin được giới thiệu giám khảo Trứng Thành và Holly Wong. Anh chị ơi, chúng ta đang đi đến những cái tập gần cuối của vòng loại. Wow, nhanh như vậy hả? Em biết ngày hôm nay là anh chị có trông chờ điều gì đặc biệt không ạ? Tôi chờ đợi một cái môn nào lạ lạ, những cái môn nào nó mang cái tính giải trí cao. Mình thì lại mong muốn là những cái tiết mục nào mà các bé chưa bao giờ làm á, đó thì cái gì mà nó đặc biệt, đặc sắc mà các bé càng làm khó thì lại mình rất là muốn coi. Là giống như Trang ý tôi đó. Nhưng mà mình quên. Dạ. Mình quên một vị giám khảo. Biết có giám khảo nào hay không mà thấy đây có son với phấn cổ để đây. Đâu thấy được son phấn, không thấy người đâu mà biết là con gái. Chưa chắc nha. Không có người đàn ông nào mà son mà phấn kiểu này hết trơn. Đánh son dưỡng xưa giờ thấy có mình Ngô Kiến Huy à. Điện thoại thì hộp không. Chưa xuất hiện mà để đồ đầy trên bàn là tôi giận lắm á. Thôi em mời khách mời đã trước à. Xin mời khách mời chúng ta. Chào Ghi Yêu, chào anh Thành, chào chị Harry. Em có bị đuổi về không anh? Hên cho em đó. Đúng biết sao mà hồi hộp, sợ bước ra mọi người đuổi em về. Bây giờ chị không hồi hộp nữa nha, mời chị về vị trí của mình ạ. Dạ. Em đi đâu là cũng phải có một hộp phấn như cây son vậy đó hả? Em không ngờ là nó lại gây sự chú ý như vậy. Không gì đâu chú ý. Cái điện thoại em nó chạ ngược cái mặt anh, cái đâu chú ý. Dạ. Em em để ý nha, cứ giám khảo khách mời là con gái là cái thế của anh Thành là nghiêng hẳn luôn. Với lại anh ấy kiểu như vậy đó, cứ hoài luôn á, thì em hoài đi, luôn nha. Em hỏi đi, em hỏi đi. Không hỏi. Đẹp quá anh, sợ bị về mà không dám hỏi. Em phải tự tin là mình vẫn còn đẹp, em chỉ có già thôi. mình quay về với các cháu đi mọi người ha. Ok, mình vô chủ đề đi em. Dạ. Nãy giờ em ráng hỏi khách mời mình một câu về các cháu lắm mà em chưa hỏi được luôn á. Em hỏi đi, hỏi câu nào xúc động lên nè. Chị coi chương trình chưa chị? Chị có coi chương trình rồi. À dạ, cảm ơn chị. Thích phần nào của chương trình? Em thích phần giới thiệu chào đầu của chương trình đó. Yeah, right. Phần chào đầu xong rồi đó chị, là từ đây về sau là chị không thích nữa đúng không? Không, bây giờ MC duyên dáng rồi nè. Bây giờ mấy bé ra là thích hơn nữa. Giỡn thôi. Chị Miu có thích con nít không ạ? Chị thích con nít.
Cái ông Đích thì chị thích điểm nào của các bé vậy chị Miu? Là các bé rất là hồn nhiên, rất là dễ thương. Tại vì những cái điểm đó là mấy bé giống chị á. Chết rồi, khách mời chương trình ai cũng thông minh hết. Đây là điểm tương đồng, mình thường thích những người có xíu sự tương đồng với mình. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với bé đầu tiên nha. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng người giải lao trong ít phút ạ. Trở lại với siêu tài năng nhí, chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé đầu tiên nha. Xin mời bé Đặng Bảo Long. Sao đáng yêu dữ. Dạ con chào cô Harry Potter, con chào chú Trấn Thành, con chào cô Miu. Chào con. Dạ năm nay con 9 tuổi. Con tên gì? Dạ con tên Đặng Bảo Long. Con sống ở đâu? Dạ con sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi thấy con có cái niềm đam mê với ảo thuật bài á, thì mình có dẫn con đi mấy cái shop ảo thuật sưu tầm bài cho con để con về con tập. Và mình có đăng ký cho con học thầy Hoàng Nghiêm. Thầy Hoàng Nghiêm thì cũng đang là một nhà ảo thuật gia. Thầy cũng có dạy con rất là nhiều trò để cho con phát triển thêm về cái khả năng ảo thuật của mình, không chỉ về bài mà về những cái dụng cụ ảo thuật. Ở Bảo Long rất là đặc biệt là Bảo Long rất là nhanh nhạy về cái bộ môn ảo thuật. Chỉ cần tập sơ qua cái Bảo Long có thể tiếp thu và có thể là biểu diễn lại được cái tiết mục đó. Tôi rất là ấn tượng Bảo Long. Lần mỗi ngày con giả ý, con lấy bà con tập buổi sáng đến trưa. Đôi lúc thì con coi YouTube. Trong lúc tập thì con có thấy có trò cũng hơi khó. Con tập trò khó xong con sẽ biểu diễn cho mẹ và ba chị. Ước mơ của con sau này sẽ thành nhà ảo thuật. Mọi người nhớ ủng hộ con trong siêu tài năng nhí nha. Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ mẹ con làm nghề bán hàng. Còn ba con làm ở khách sạn hay sao? Ba con là người ở khách sạn bự bự á con. À, quản lý khách sạn. Bự nha. Con học ảo thuật bao lâu rồi? Dạ con học ảo thuật khoảng 3 năm. 3 năm mà làm nhuyễn quá vậy? Nãy giờ con làm mà chú Thành để ý kỹ lắm á nha, mà không phát hiện được cái khe hở đó nha. Giỏi lắm luôn á. Mà ai nói gì nói, gương mặt một kiểu. Bữa nay con tới đây con có vui lắm không? Dạ vui. Mặt vui là như thế nào? Bây giờ làm được gì nữa làm tôi coi, coi tôi khoái coi cái này lắm á. Dạ giờ con sẽ diễn bài. À liên quan tới bài, chuyên bài. Và bây giờ bé sẽ biểu diễn vài chiêu ảo thuật về bài. Giờ con có một bài bình thường. Ừ, con có một bộ bài bình thường. Bài lên. Giờ con có bộ bài bình thường nha. Này, bình thường nha. Cũng hay á. Giờ con mời cô thêm một nửa bộ bài qua đây. Trẻ một nửa bài qua đúng không?
Giờ con mời cô khơi một lá qua đây. Một lá thôi đúng không? Lá nào cũng được hay phải lá ở trên? Để lá đây nè. Ok, lấy qua. Con mời cô lấy một nửa qua đây. Một nửa của cái này hay là lấy hết? Một nửa luôn đi con. Một nửa. Nó mới kêu cô đem một nửa qua đây, cái hỏi nửa hay lấy hết. Giờ cô đem một nửa qua đây, qua đây. Một nửa qua đây. Có ba tụ rồi đó. Con mời cô... Dạ, mời cô lấy một đá qua đây. Em rói nhẹ rồi đó anh. Mời cô lấy một nửa qua đây. Rồi bốn tụ rồi đó. Cô sẽ lật con ba nha cô. Ừ. Vậy là con A. Đây. Nửa. Hai con mắt. Ba con mắt. Bốn con mắt. Cái này là mình phải vô. Ê, cái này phải vô coi à. Không tin, làm lỡ. Giờ tôi xào nghe, từ từ để tôi xào. Rồi. Đó. Đó, đó bài của con. Giờ rồi. Chú làm trò hát nha. Ừ, con không biết chú làm gì cũng được. Giờ con mời chú chọn một lá. Chú chọn một lá phải không? Ok. Chú chọn lá này. Lá nào, lá đó nha. Lá con này chưa? Rồi. Coi chưa, chú, coi chưa. Rồi, chú nhớ rồi. Giờ con bỏ bài vào tránh chú giữa. Chú coi mà hiểu chú nhớ không? À. Bởi vậy. Nhớ lần nữa. Đúng rồi. Rồi, thì con bỏ bài tránh giữa nha. Bỏ tránh giữa nha. Đây. Con đứng vào cái. Giờ con đứng vào cái nữa. Con bị lực ngựa đây, đây có phải con của chú không? Ủa làm kiểu gì vậy? Đợi chút làm kiểu gì vậy ta? Là có phải là nó không? Yes. Bây giờ tôi làm cái này. Lực quá. Bây giờ phải bắt Miu nè. 1, 2, 3. Rồi anh chia 4 tụ đó, 4 tụ mình đó. Giờ như đây. Đây. Dạ. Kìa. Chú tức quá mày. Rồi. Em nhớ giùm anh một con trong này. Nhớ đi. Một con gì em? Dạ rồi. Rồi nhớ. Em nhớ rồi nha. Trong này có con của em hay không? Dạ không. Không. Trong này có con của em hay không? Dạ không luôn. Không. Vậy là này đúng không? Dạ. Là có, ok. Chuyện nhỏ. Bình tĩnh nha. Rồi. Trong này có con của em không? Dạ không. Thì chừng nào mà có con rồi thì mới thôi đó, hiểu không? Phải có con. Ừ, em bình tĩnh. Trong này có con của em không? Dạ có. Có nha, rồi ok, chuyện nhỏ, không sao hết. Bình tĩnh nha, em bình tĩnh. Ê, đừng có làm tới sáng mai nha. Không, sắp có rồi. Bình tĩnh. Nè, có con của em không? Dạ không. Không. Cái này có con của em không? Dạ có. Có. Con này đúng không? Đúng rồi, xong. Con biết trò này. Con biết trò này đúng không? Dạ. Chỉ cho mọi người biết cái mẹo này coi. Dạ. Rồi, bây giờ con mời cô Harry nha. Đó. Bé này cầm lá nó điều luyện rồi. Nghe nè. Cô chọn một lá. Chọn một lá đi, nhớ đi. Cô đã chọn một lá rồi. Rồi. Khoan, bây giờ để thuyết phục khán giả truyền hình thì cô Harry sẽ chỉ lá đó cho khán giả truyền hình biết là lá nào. Lá đây, nào? Bây giờ em cầm ra rồi em đưa cho cháu nó nhìn. Dạ. Đây. Được chưa? Lá đó của Harry nha. Dạ, lá này nha. Rồi, ok. Rồi. Mời con. Vừa ngày để chú xào lại. Chứ mắc công mà khán giả nói là cô chú mình sắp đặt. Rồi, mời con. Đó, con làm như cô Harry nhớ rồi đó. Giờ nha, cô chọn lá chưa? Ủa gì sao cô? Cô này nè. Dạ. Bé chỉ
Chỉ có nhu cầu là muốn nói chuyện với người đẹp thôi. Bởi vì tôi nói đâu tôi không có thích người đẹp. Thôi rồi. Mình cũng già rồi, đừng nhõng nhẽo kỳ lắm. Để xíu. Không, giờ con xào bỏ bài lên trước. Xào giờ qua con, trước. Không, giờ con cho cô Harry chọn một lá trong rồi, đầu chứ chưa? Không cho cái trong đầu nhớ rồi. Nhớ rồi. Nó đó, nó rồi, đó, okay. Đó. Rồi, mời con. Trong đầu nha. Cô nhớ chưa? Nhớ rồi. Chứ con chưa nhớ nha. Ừ. Nhớ con của cô. Có không? Ờ. Con quay về phía trước nè, có không? Có. Mày có con của cô à? Chắc chắn có rồi. Chưa. Cha mày có con của cô? No. Con của cô? Có. Con này. Đúng không? Đúng chị. Đúng. Vậy là giỏi hơn anh Thành rồi. Ê, tôi tới 15 là. Không, nó bị chán, nhàm chán lắm. Nó làm lâu quá thì mình không muốn coi nữa. Mình muốn đi ăn, uống cà phê gì đó vậy kiểu vậy. Thắng. Giỏi à. Giờ con làm trò khác cho chú nha. Sao? Giờ chú chỉ một lá cho mày rồi. Chỉ nha. Đó. Chỉ lá này. Rồi. Lá này đúng không? Lá này ừ. Còn lá của chú đi nha, con không nhớ nha. Rồi chú nhớ ra, nhớ nghe coi chưa. Rồi. Giờ con sẽ kinh bỏ bà con xào, chú xào giùm con luôn. Xào con luôn hả? Sẵn vậy luôn, xào giùm con luôn. Thấy ghét á mà, thấy ghét không kìa. Trời ơi, đừng có giỡn với tôi. Trời ơi. Tết không ai kéo xì dách lợi tôi đâu. Sao hay vậy ta? Trời nha. Giờ con sẽ chọn một con lá bất kỳ. Ok. Lo. Phải con của chú không? Phải con chú không? Chú nói thiệt kìa. Không. Phải không? Cô phải con của chú không? Thực ra hồi nay cô không có thấy nên cô không có biết. Chưa phải con, chưa phải. Nãy giờ có nhìn thấy chưa phải. À vậy hả? Chưa phải. Con bỏ này xuống. Vậy đây có phải con của cô không? À con của chú không? Không. Không phải. Con bỏ này xuống. Vậy chú chọn cho một trong ai này con này đi. Chọn nè. Chú chọn nè. Mặt thấy ghét không kìa, trời ơi. Chú chọn đi. Chú chọn này nè. Nãy con cho chú không phải con của chú đúng không? Đúng, không phải của chú. Chú che tay lại đi. Che tay lại nè. Hai tay luôn. Rồi. Mở ra đi. Chú mở ra. Trời ơi. Sao nó hay vậy? Ê, cái này láo à. Cái này được quyền chỉnh nha. Ồ, cái này mới hay nè. Rõ ràng hồi nãy là cô 10 đúng không quý vị? Cô phải con của cô chú không? Chưa phải, nãy kia có nhìn thấy chưa phải. À vậy hả? Chưa phải. Con bỏ này xuống. Trời ơi. Bây giờ mình lấy hết nguyên đống bộ bài để mình về bàn, để mình ngồi mình thử hết không? Để được. Ok. Bị lực người ở đây có phải con của chú không? Yes. Con này. Bốn con mắt. Thì con sẽ xào của bài đến trước. Ok. Giờ con sẽ cho cô chọn một lá bất kỳ cho con này đi. Cô nhớ nha. Con này đi. Rồi. Bỏ vào đây. Con xào của bài lên. Ủa cô không được xào hả? Từ từ cô. Để cho này hay lắm nè. Chưa. Ở trời này hay lắm hả? Làm nó hay à. Trời đất ơi. Nhắm hay không? Cô nhớ con của cô. Nhớ. Hồi nãy nó ghét. Nãy nó ghét nó dặn trước á. Không bỏ vào đây. Giờ trong hai tủ này cô chọn tủ nào? Tủ bên đây. Tủ bên đây con sẽ cầm tủ bên đây. Giờ cô mời cô để tay bên đây. Để tay. Để tay nha. Cô nhớ con của cô. Nhớ. Rồi. Giờ có con của cô nói nha. Tới con cô nói rồi. Rồi, quá rồi. Dạ, đúng không? Chưa. Vào đây. Nãy con cho cô coi 4 con nha. 1, 2, 3, 4. 4 con nha.
cho con bấm được cái. Cô lượt ra đi còn mấy con. Ủa sao con có 3 con vậy? Chưa, hồi nãy con cho cô coi là có con của cô trong đó đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Wow. Sao nhanh quá vậy? Wow. Xuất sắc nha. Wow. Rất là có máu nghệ sĩ nha. Ba má có ai trong nghề này không? Dạ không. Không có hả? Này nó nói ba nó làm bên nhà khách sạn đó. Cô tập trung xíu đi cô ơi. Còn mẹ con thì buôn bán thôi, không có làm nghệ sĩ gì hết à? Mẹ con hồi trước là nghề ca sĩ nhưng mà nổi tiếng lắm. Nhưng mà giờ nổi tiếng bị không? Nhưng mà bị tan nhóm rồi, giờ hết luôn rồi. Bị tan nhóm hả? Mẹ con hát nhóm nào mà bị tan vậy? Phải nhóm Honey á. Honey hả? Ui, chú biết nhóm Honey nha. Hồi xưa chú đi diễn chú biết nhóm Honey. Mẹ con tên gì? Tên Phạm Lê Đăng Trinh. Hồi đó trong nhóm Honey thì chú nhớ một cái cô tên là Quyên. Một cái cô là hiện giờ đang là vợ của chú Dương Ngọc Thái. Tại sao chú nhớ? Tại vì cái nhóm đó hồi xưa chú là MC lúc chú chưa nổi tiếng. Chú là MC của nhóm Honey hả? Không, chú là MC thôi chứ không phải của nhóm Honey nha con. Lúc đó mẹ cậu chưa có bồ. Đúng rồi, mẹ giờ mẹ con lấy chồng rồi. Thấy vậy. Phải ráng nhớ được mẹ con, tại vì chú nhớ hai cái nhóm cô đó bao nhiêu rồi. Người anh? Cái nhóm nó có 3 người. Bữa nay mẹ có qua đây không? Dạ có, mẹ con. Đâu mẹ, đâu? Trời đất ơi, em ơi, lâu quá không gặp. Hello. Lúc mà em tham gia thì nhóm Honey là có 4 thành viên. Em là người đầu tiên trong cái nhóm đó luôn. Em là người lập gia đình sớm nhất nhóm. Thì em mới không còn đi hát nữa. Thì lúc đó là có thể là anh Trấn Thành làm MC. Thì có thể 3 người đến anh Trấn Thành vẫn chưa nhận được ra được em. Yeah, yeah. Nhưng mà có những lần đi diễn thì em có gặp anh. Có gặp hết rồi. Nhưng mà chắc thời gian lâu lắm luôn á. Rất lâu, mười mấy năm trời. Dạ đúng rồi. Rất là may mắn là bây giờ em có gia đình rất là hạnh phúc. Không ngờ hôm nay em có đứa con vừa tài giỏi vừa đẹp như vậy. Chúc mừng em nha. Dạ em xin cảm ơn anh nhiều nha. Dạ đây cũng là lần đầu tiên Bảo Long lên sân khấu nên có thể là Bảo Long rất là rung, chưa được tự tin cho lắm. Ủa nãy giờ đâu có rung gì đâu. Nãy giờ chơi với giám khảo hả? Em biết không, nó làm cho tụi anh rung chứ anh không thấy nó rung à. Bây giờ còn cái nào mà khủng khiếp hơn nữa không? Rồi bây giờ bàn bạc với mẹ nha. Rồi đó mẹ chọn. Cảm ơn mẹ hôm nay đã lên hỗ trợ cho bé nha. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Rồi con mời chú Thành chọn một lá. Tôi có chỉ vô hay không hay là tôi phải bóc ra? Không cho coi phải không? Đây. Tôi lấy rồi đi. Không. Rồi. Không biết. Giáo chờ. Chắc rồi. Coi. Hả? Phải coi chứ. À, coi hả? Ok. Đây, một bài của tôi đây. Được chưa? Để chứ bỏ vào đâu? Chứ muốn bỏ vào đâu? Tôi muốn bỏ vào đâu à? Không bỏ vào đây. Được rồi. Được nha. Cầm cường nha. Rồi. Để xí. Giờ nè. Đi bỏ. Bỏ đi. Rồi, bỏ vào đây. Rồi. Rồi con sẽ đáng, chú nhớ con nói nha. Chú nhớ nha. Chú nhớ nha. Con không có cầm. Mới đây quên rồi nè. Chú nhớ nha. Rồi nhớ rồi. Con không có cầm nha. Không có cầm thì tôi biết tôi có nói gì đâu. Con đáng hình như là con quy màu đỏ hình. Bây giờ con đáng là con quy màu đỏ hình cơ. À rồi hình thôi á đúng không? Dạ đúng rồi, hình thôi. Rồi bé chốt đáp án rồi nha. Và kết quả là con có cần uống hộp sữa để lấy lại trí nhớ không? Sữa đâu? Hộp sữa đâu? Cái mặt gì đâu mà thèm vậy? Cho một hộp sữa đi môn cho cháu. Cho tôi một hộp luôn làm ơn. Hai đứa mình thi uống, có ai uống nhanh hơn không? Hiểu không? Dạ. Một hơi một nha. Một, hai, ba, go! Cố lên! Con ơi, bây giờ mình sẽ thử lại cái trò vừa rồi nha. Rồi. Bây giờ xin mời cô Miu chọn đi. Mẹ nha. Dạ, yeah, em canh nha. Bây giờ cô bắt đầu chọn đúng không? Mặt thấy ghét. Mặt thấy ghét. Thiệt á. Rồi,
có đứa con đáng đồng tiền ha. Đưa lên nha, đây quý vị ơi, đây nha, nhớ nha. Rồi cô bỏ vào đâu giờ con vẫn biết giờ chưa, cô bỏ vào đâu vô. Này đúng không? Chưa. Giờ cô tìm vô cô xào bỏ bài lên trước đi. Cô xào hả? Xào xong cô chưa? Nó khoái cách nó suy nghĩ đó. Lúc mà nó đang suy nghĩ rồi đó, nó lạ mặt vậy thấy ghét không? Đó. Ráng một vảy màu đỏ hình cơ. Nói lại nữa. Mấy người chuyên gia, mấy người làm bài mà mấy người quên. Cơ rô chuộng bích lắm. Bây giờ mấy người đó con bài đỏ đúng không? Dạ con bài đỏ rô. Ngươi phát hiện được gì? Thì phát hiện một điều là đó là ảo thuật gia nhưng mà không phân biệt được rô chứ. Duyên dáng. Bây giờ nói cái này mới ghê nè. Cô rờ được con bài mà biết lái gì không? Dạ biết. Giờ cô giờ ai sáu là giùm con. Ai sáu không con phải không? Có như cái bạn này là kiểu không cần nói nhiều làm luôn đi hết. Kiểu chạy xô á. Giống má hồi xưa. Hồi xưa tôi cũng vậy mà. Một đêm chạy 7 xô nha. 10 phút diễn, 10 phút chạy xe từ điểm này qua điểm còn lại. Nha. Đó bây giờ con tôi nó cũng chạy xô đó. Chứ chọn một lá đi. Chọn một lá đi. Cái nào cũng được. Mấy người ngộ lắm, mấy người biểu chọn lá đi mà nó xòe cái lá nó muốn đưa mình chọn không à. Này giờ con cho chú tin luôn chứ chọn một lá đi. Thấy ghét. Chứ chọn lá đi. Trời tôi chọn lá đây nè, đó, nè, đó, đây. Rồi nha. Con đoán đây là, con bên đây, chưa chưa. Con đoán đây là con hình như là con quy màu đen hình bích. Không, nhiều khi bộ bài này quen. Rồi. Ồ, đúng rồi đó. Cái gì vậy? Mấy cái này mua ở đâu vậy? Ồ, cái bài gì có gì vậy? Bài gì cuốn sách vậy? Dạ, ê, cái kia kìa. Ông nào ơi, cái bài như iPad vậy. Chỉ cưng quá à. Cái gì bài nè, như bà nên bỏ miệng ăn. Giờ mình chơi từ cái sao nhỏ nhất nha. Mời con Miyu nha. Chọc lá. Con đoán đây là con quy màu đen hình chuồng. Trời ơi trời. Trời cái bộ bài này nè, đang tưởng tượng đang chơi nè, thấy không? Ai mà chơi ông Giang? Mày ăn gì không? Ví dụ anh hiểu không? Nè giờ chơi bằng cái này nè. Trời ơi. Hay nó che được cái mặt luôn nè. Khổ thấy nhau. Không thấy nhau luôn á, thiệt chứ thấy đâu. Này này, ngồi nặng khổ thấy mặt nhau. Rồi, vuốt nè. Chọn một lá. Xin mời. Trời ơi, sao tôi mê cái này quá, có duyên quá. Mời cô Honey One. Giờ mình sẽ chọn cái này đây. Đây, cái này. Trời sao cầm nổi vậy trời ơi. Con đoán đây là con màu đen 10 chuồng. Cái này là chuồng. Thật sự không biết phải nói gì thêm nữa. Surprise. Kinh ngạc. Nó y chang cái từ kia mà dịch ra tiếng Việt thôi. Xin mời giám khảo Chính Thành hãy cho một từ về bé Bảo Long ạ. Đỉnh. Wow. Cảm ơn chú. Trời sinh con ra dễ thương đẹp trai, có một cái sự ngông nghênh vừa đủ nhưng cũng có một sự đáng yêu vừa đủ, để hai cái nó bổ trợ cho nhau làm tiết mục của con trở nên thú vị và người ta muốn coi con diễn. Và chú Thành chúc con trong tương lai con sẽ là một trong những người mà chú Thành phải giới thiệu ra để biểu diễn trong sự nghiệp của chú. Con cảm ơn chú. Cảm ơn ba cô chú giám khảo của chúng ta. Và bây giờ thì bé Gấu có quà cho Bảo Long nha. Hồi nãy uống sữa ngon không? Dạ ngon. Tặng luôn một xe sữa và quà dành tặng cho Bảo Long. Cảm ơn con. Ước mơ lớn nhất của con bây giờ là gì nè? Dành đi diễn khắp nơi nước ngoài. Khắp nơi luôn, nước ngoài luôn. Cố gắng luyện tập nha con nha, đạt được ước mơ của mình nha. Cảm ơn Bảo Long rất là nhiều. Và cảm ơn những lời nhận xét từ ba cô chú giám khảo nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút trước khi đến với bé tiếp theo ạ.
quay trở lại với siêu tài năng nhí. Chúng ta hãy cùng đến với tài năng tiếp theo nha. Và xin mời đó, Thái Tâm. Xưa cũng học giỏi dữ lắm á con. Hơi hả? Dạ, nên em là trình độ là cao nhất luôn rồi, là không có thắt đai nữa. Bay đồ lên nữa, tại vì quay phim cổ trang mà. Bay, từ ngày té cái sợ hết bay. Mình cảm thấy cái đoạn mà khủng khiếp nhất đó là bạn màu đen á. Cái chân nó thẳng băng nè, hai lần. Cái đó mới là đúng là làm nổi da gà thiệt á. Giống như kiểu mà xoạc dọc trong không trung, con thử cho chung một cái đơn. Cái chú Thành khen ngợi tụi con ở đây là gì? Tinh thần mà động tác chắc, thiệt là chắc. Đúng là cái bạn chính giữa là cái bạn mà trụ cột thiệt á chứ. Con làm cho mọi người chỉ chú ý đấy con thôi. Không phải chỉ vì con mặc cháo khác màu đâu, mà tại cái nội lực con là cao nhất. Và cũng cảm ơn các bạn nhỏ này luôn, các bạn nhỏ phối hợp quá xuất sắc. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Thực ra trong nguyên vàn em cũng để ý cô này nữa nè. Đâu ra lọt răng có một cô chút chéo ở đây ta. Bà đó là bà Ghiêu Lê nhỏ đó. Lén lén có đi học võ rồi nữa đúng không? Nhỏ cũng học võ anh. Tôi biết mà. Em học các môn như là judo, võ cổ truyền, vũ su, thái cực quyền. Ủa sao học dữ vậy? Rồi MMA. Giờ quánh được không? Dạ, giờ đó bữa em sạc đó anh. Em sạc em về em sái bạn tới hôm nay luôn đó. Cho Harry muốn biết là đoàn tên gì? Dạ thưa ban giám khảo và dạ, thưa khán giả, đội của con tên là đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Tụi con là trong đội tuyển quốc gia hay sao mà đặt tên nghe dễ sợ vậy? Dạ đúng rồi, tụi con thi ở ngoài nước. Thi ở nước ngoài. Trời ơi. Thế tụi con đã từng thi những nước nào rồi? Dạ con thi tại Jordan, China với lại USA. Hàn Quốc có không? Thế con đâu là phải có Hàn Quốc chứ, có không? Dạ, con có từng đi tập huấn ở Hàn Quốc. Con đang là giống như kiểu là trưởng nhóm đúng không? Dạ.
tụi con đã từng nhận những giải thưởng như thế nào? Dạ, con đạt được một huy chương vàng và một huy chương bạc tại giải châu Á và hai huy chương bạc tại giải cúp thế giới. Ở độ tuổi này. Rồi, như vậy cảm ơn các anh đồng môn nha. Cho chú hỏi, tập từ năm mấy tuổi? Dạ, con tập từ năm 6 tuổi. Con học Taekwondo từ năm lớp 1 và bây giờ con cũng đã học được 8 năm. Trong Taekwondo có rất là nhiều cái bộ môn đa dạng. Ví dụ như quyền tiêu chuẩn, chỉ đánh quyền theo cách truyền thống, không có nhạc. Và sau đó là quyền nhạc và thể loại thi, công phá. Trong đó con chỉ chuyên là quyền tiêu chuẩn và quyền sáng tạo. Công phá thì con cần tập và học hỏi thêm. Trong các bài quyền đi cũng như là chắc trong các động tác mà em đã tập luyện thì rất là dứt khoát. Trong tất cả các cuộc thi đấu thì bản thân em đã có được cái tinh thần trách nhiệm để mà có thể kéo theo các đồng đội của mình để vươn lên, để đạt những cái thứ hạng cao trong các kỳ thi ở toàn quốc và quốc tế. Mọi người ơi, hãy ủng hộ cho con trong chương trình Siêu Tài Năng nhí nha. Trong cái môn này, cái khó nhất là cái gì con? Dạ, cái khó nhất là cái độ tuổi và sự dẻo dai. Như vậy thì có phải là cái môn này là một cái môn đòi hỏi là phải luyện tập từ nhỏ để nó quen luôn không? Dạ, đúng rồi. Nếu như ai mà thích cái môn này quá, mà đã lớn rồi, tâm ngang vô học được không? Dạ, được. Vậy thì sự khác biệt nằm ở chỗ nào? Dạ, sự khác biệt thì cái em nhỏ sẽ có sự dẻo dai và những cái người lớn hơn thì sẽ đánh sẽ không được tốc độ và đá cao như những người nhỏ. Nhưng câu hỏi được đặt ra là cái người lớn vô cái môn này tập luyện siêng năng hơn, giỏi hơn, có đạt được như mấy bạn kia không? Dạ, vẫn có thể. Đó. Nhưng mà cho Harry hỏi nè, bây giờ là cô ghi lê là mẹ bắt cô đi học. Đó thì con thì ai bắt con đi học? Dạ thì con thấy anh con học, cái con thích, cái con xin học theo. À, cái này giống. Cái giống em có người anh trai em đi học, cái em thích em xin theo, nhưng mà má em bắt em đi. Giờ ra đường chắc ai mà giật cái chuyện em mệt ạ. À? Dạ, em đứng em la lớn lắm luôn anh. Dễ thương. Dạ. Ở nhà con có khá giả lắm không? Dạ không. Bố mẹ con làm công việc gì? Dạ, bố mẹ con bán hàng rong. Ủa thiệt hả? Là bán cái gì? Dạ, bán nước ngọt, cà phê. Hồi này chú Thành nhìn con, xin lỗi là chú Thành tưởng con là một bạn cũng gọi là công tử đó. Ồ. Con thấy bố mẹ bình thường có rất là vất vả không hay là cũng gọi là thư thả một chút xíu? Dạ, cái lúc mà con chưa tập tới đội tuyển thì ba mẹ con vẫn không có tiền. Sau khi con tập và con thi đấu thì cuộc sống con sẽ khá giả hơn. Là con nhận được những giải thưởng đúng không? Dạ. Nhưng mà mẹ con là làm kiểu như là buôn bán cà phê thì thật ra một người cũng đủ. Thì ba con trước đây có làm cái nghề khác gì không? Dạ, ba con làm nghề xây dựng. Mà sau khi gặp một tai nạn giao thông thì ba con qua bán với mẹ con luôn. Rồi con nghĩ là sau này ước mơ con sẽ làm gì để phụ giúp cho ba mẹ nè? Dạ, con ước lên sau này con sẽ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp mà con có thật nhiều tiền để con trang trải cuộc sống giúp cho ba mẹ con hơn. Thường á, buổi sinh nhật của con nó diễn ra như thế nào? Dạ, sinh nhật của con thì con vẫn đi tập. Bây giờ thế này, chú Thành sẽ tặng cho con 2 triệu đồng như một món quà sinh nhật. Con để ông heo đi, cái tới ngày đó cũng đãi bạn con đi ăn bữa sinh nhật này nọ để mình có một cái buổi sinh nhật vui như người ta. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà chú Thành góp ý con điều này, khi con biểu diễn ngoài những cái động tác thì đối với chú Thành cái ánh mắt là cái quan trọng nhất. Chú cần con phải nhìn thật thẳng vào khán giả, con truyền cái năng lượng cho người ta. Vì vậy cho nên bước ra đấu trường quốc tế, điều đầu tiên là phải thu hút người khác, làm chủ bản thân mình nha con trai. À, bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm, mình thử liền luôn bây giờ ở đây ha. Con có một cái kỹ năng đặc biệt gì mà có thể biểu diễn thêm cho cô chú có thể xem không? Dạ, Taekwondo thì có kết hợp cả nhào lộn. Nhào lộn. Ồ, mời con. Rồi, âm nhạc ạ. Ôi,
bắt đầu. Em muốn coi cái slow motion là như nào luôn á. Cái miếng ván nó cao như vậy, con còn có thể cao hơn được nữa không? Trời. Nhắm cái tầm của cái cây này là cao mấy mét? Cỡ 3 mét mấy. 3 2 1 bắt đầu. Xúc mỏ lết luôn. Văng luôn cái này luôn như vậy miếng dán nữa. Hay quá. Con, cho chú hỏi 3 mét là trung bình hay đó là mức cao rồi? Dạ cao đối với con. Là cao rồi đúng không? Cao hơn xíu nó đá được. Dạ được. 3 2 1 bắt đầu. Làm gì nữa? Con lộn liên tục nhưng mà không có công phá. Lộn liên tục nhưng không công phá. Thử cái coi. Và xin mời con. 1 2 3 4 5. Thế bây giờ con nhắm con làm cao nhất được mấy cái? Dạ 8 cái. An toàn nha con. Thử thách bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thường đằng sau đôi mắt hí đó là cả một nội công thâm hậu. Có bao giờ con cảm thấy là những cái thử thách đó nó bị hơi khó với con, mà có bao giờ con bị chùng bước trước những cái thử thách đó chưa? Dạ không con. Con không có sợ tập nhiều mà con chỉ sợ không có thời gian. Trời chú thương á. Cái động lực để thúc đẩy con á là do con rất yêu võ hay là do con biết được là hoàn cảnh gia đình của con như vậy cho nên là con phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với bạn bè để con có được những cái thành tích và để con có được những cái khoản trang trải kinh phí trong cuộc sống của con? Dạ thì cả hai luôn. Nãy giờ mình suy nghĩ quá trời để mình thử thách bé này như thế nào và mình đã nghĩ ra một trò. Con có thể bịt mắt và đá vô cái gỗ được không? Dạ con làm được. À. Nhưng mà
mà giờ bịt mắt rồi thấy miếng gỗ ở đâu đâu còn đá gì? Dạ thì khi con bịt mắt sẽ có một người lắc cái chuông và cho con di chuyển một quãng đường để đến với miếng gỗ và đá. Ồ, mời con. Xin một phút im lặng từ trường quay. Bắt đầu. Cái chỗ nào mà rần rần là cái chỗ đó con đá đúng không? Ý dù chú lắc mà con đá được không? Quang ơi! Chú đây! Hôm nay chú sẽ cố gắng chú làm nha con. Các bình tĩnh nha con trai. Rồi con cứ để đi. Thiên quang quang đi quang quang à. Nhỏ đuối luôn. Chơi với nhau, thời gian con mắt y như nhau. Cô Miu ngày hôm nay rất là khâm phục con. Tại vì cô Miu cảm nhận được cái sự nỗ lực và cái nguồn năng lượng của con. Cô Miu hy vọng rằng sau này con sẽ thật là thành công, luôn luôn bản lĩnh như vậy và sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển, trụ cột của gia đình và là một người thành công trong tương lai. Dạ, cảm ơn cô Miu. Ngoài món quà 2 triệu chú tặng riêng cho con, cái điều mà chú sắp sửa tặng con, chú cũng dành tặng cho con một vé đặc biệt bước vào top 10 của siêu tài năng nhí. Wow! Một sự đặc cách dành riêng cho con, bởi vì cảm xúc mà con mang đến trong tiết mục con quá đậm đà và con là một người giỏi thật sự. Chú nghĩ là khán giả truyền hình và cả ban tổ chức cũng không thể không đồng ý điều này. Dạ con cảm ơn cô Harry Won, con cảm ơn chú Trấn Thành và cảm ơn cô Miu. Dạ con xin cảm ơn khán giả đã xem phần trình diễn của con. Và đây là cái số tiền mà chú Thành hứa với con nè. Đây. Rồi xin mời quà của bé gấu ạ. Đây, quà gửi tặng cho con nha. Đây là một bộ võ phục chuẩn thi đấu quốc tế luôn. Dành tặng cho con đây là một cái chiến phục để sau này con thi đấu ở ngoài nước, con sẽ tự tin hơn và thể hiện được bản năng của mình. Và một lần nữa chúc mừng cho Thanh Ân, con là thí sinh đầu tiên được đặt cách vào thẳng top 10 của siêu tài năng nhí. Thì biết được tin con là người đầu tiên được lọt vào top 10 trong chương trình siêu tài năng nhí, con rất là bất ngờ và
cảm thấy rất là cảm ơn những người thầy đã dạy cho con những bài tập để thi thật là tốt. Và con cảm thấy sức khổ luyện của con đã được đền đáp. Chương trình đặt đèn này quốc qua cho tao đó. Con Hồ Thanh Hân đã trở thành mà con bị lực ngựa đây, đây có phải con của chú không? Yes. Con này. Wow. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 vào thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng tôi xin được cảm ơn sữa cacao lúa mạch Úc Demon để đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.